Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Như mình nói mấy bữa trước rồi đó, thì bữa nay là thứ năm rồi, sáng thì 5 giờ mình dậy mất rồi. Mình hẹn với cô Hạnh là 6 giờ vô rước mình, rồi gặp anh Hà 6 giờ rưỡi, rồi từ Bảo Lộc của mình chạy lên tới Di Linh, rồi cô Hạnh chở mình chiếc xe xịn này nè đó. Cô Hạnh chở mình lên tới Di Linh, rồi cô Hạnh chở mình vô Tâm Gia Bắc nữa. Thì mình đang đứng ở Tâm Gia Bắc. Giờ mời các bạn cùng đi vô rừng. Mình không có tưởng tượng được ở chỗ đó nó ra làm sao, mà nghe nói nó có nhiều cái để hấp dẫn lắm. Mời các bạn cùng đi với mình nha. Mình đi tới ở đây gọi là Gia Bắc. Thì từ ở Lộc Thành mà đi tới Gia Bắc là nhiêu cây con? Không biết. Lộc Thành Bảo Lâm hả? Từ ở Bảo Lộc mà đi tới đây là chắc khoảng 60 cây quá. Hơn nhá. Hơn hả? Lộc Thành 80 cây rồi. Từ Di Linh tới đây 43 cây rồi. Dạ. 80 cây á. Vậy sáng giờ mình đi 80 cây vậy cơ. Hả? Mình đi mà mình không hay luôn chứ. Chạy đâu mà vậy giờ mình có cần phải đổ xăng thêm không cô? Không cần đâu. Dạ. Em sợ đi. Hôm qua đi xe hơi chạy thấy nhanh thôi rồi nha. Ở đây là Gia Bắc. Mình có nghe là cô Gia hay Bắc nói Sơn là Gia Bắc Sơn Điền nè. Sơn Điền là chỗ cô chị đó. Dạ. Dạ. Gia Bắc ở đây là bên quê nội của cô. Quê ông bà nội là hồi xưa ở đây. Ở đây cà phê, con thấy cà phê người ta tầm nhiều lắm luôn. Ở đây người ta không, con thấy không có tầm trà hả con? Chỉ có cà phê với lại cây thông thôi. Mình băng rừng á, mình đi băng rừng chắc khoảng cũng 40 cây số á. Mà nghe toàn là mùi thông, mùi gỗ thông, mùi nhựa thông. Giờ mình gửi một chiếc xe của anh Hà ở nhà của anh ở đây. Xong rồi mình gom xe lại mình đi rừng. Xe đi rừng thì là phải xe xịn mới đi rừng được. Còn xe thường thường không có đi rừng được. Như xe tay ga là việc ta con là không có đi rừng được rồi đó. Đi đây, từ đây tới chỗ mình để xe sao? Cũng gần mà anh. Mình đi với mấy anh đây. Mình đi bộ nữa. Nhưng mà có ý là có cần bây giờ thay nhông không? Thì nếu mà đi hai người phải thay nhông. Xe mình phải thay nhông chứ. Xe của em á. Một người ngồi, người đi bộ á. Mình đi con đoạn mới xong rồi đi. Thấy anh đang thay cái gì? Thay nhông hả anh? Thay nhông xem. Thay nhông để làm gì? Thay nhông để leo dốc nổi. Dạ hả? Không thay nhông là không đi nổi đâu. Đường dốc lắm. Xe mình thay nhông chưa cô? Đâu biết đâu mình thay nhông. Thay xuống rồi. Không cần thay đâu. Một hồi cô cứ chạy. Một mình cô là được, không cần phải thay. Rồi vậy con đi bộ. Bây giờ mình chuẩn bị xuất phát đi lên núi. Ở đây mình có 1 chiếc, 2, 3, 4 chiếc. Thì anh Hà thì chạy xe của cô. Rồi anh áo xanh đây nè là em của anh Tẻm. Cái rượu cô to không? Mình thì đi với anh Nhâm là xe này. Ôi một cái thôi. Thank you.
thấy em đi đường như thế này. Cái này trời mưa có suối không? Chế cho không có đâu. Suối nằm trên đây luôn phải không? Nếu mà có suối thì nó mòn hết rồi. Đây người ta tạo ra. Cho trồng chứ không dạ, thấy cái đường này bị chặt cây gì đó.
trên đồi núi hồi nãy. Ở dưới này là người ta làm rẫy. Dạ. Còn nhà là trên đồi hồi nãy. Nhà hồi nãy ở trên đường mình tụt dốc hả? Đúng rồi, thì chủ nhà mình ở đó. À, đó dạ. Trong cái làng hồi nãy mình đứng phải không? Làm vườn thôi. Dạ. Thôi. Dạ. Ở đây có nguyên một cái đồi cỏ hồng á. Đẹp ghê, đẹp luôn á. Bình thường cái bắp vàng thì mình có khi cả hơn gan tay mình luôn, còn này nó nhỏ. Bà hái đã thu hoạch được gì đó? Nhờ. Dạ. Cô, trên núi người ta trồng bắp trên đây nè cô. Ừ, trồng bắp không. Ngỡ quá ha. Ủa, trên núi mà người ta trồng được, sao núi mình không trồng? Núi mình đâu có được. Sao vậy? Này là theo hồi xưa là trồng được, mình núi mình không được. Có nghĩa là ở đây theo hồi xưa? Vẫn còn trồng được cái núi được đó, người ta cho cái núi ông bà luôn hồi nãy, cái núi mà cô nói ông bà đó. Dạ. Nó người ta trồng từ dưới cái nước mình đi, lúc mình đi nữa nước đó lên trên đỉnh luôn. Vậy hả? Mà có là đất ai nấy trồng hay là trồng tùm lum la? Ai phá, ai giỏi thì người ta phá đó. À, hả? Ừ. Là cũng như đất của mình rồi đó. Ừ. Dạ. Là cái núi đó cô thấy được, cô đứng đây cô thấy cái núi đó không? Có đó. Núi nào? Cái núi mà mình đi hình lại ông bà đó đó. Núi này bự chảng đó hả? Ừ. Hả? Cô nói cái núi đó là của hồi xưa gốc của cô ở tỉnh sống ở đó đó. Ông núi đó là kêu ông Rolon, núi Rolon. Dạ. Ôi, ở đây đất mùa tháng nắng cây cối gì nó dần khè hết rồi, chỉ có mấy cái cây bự thôi. Mấy cây bự này sao người ta không chặt hắn cô? Không, người ta chừa lại. Mấy anh thì giấu xe trong đám lùm đó rồi. Mới tính sao bắp này tầm tháng mưa rồi nó tốt, cái tháng nắng cái dần ta thu hoạch. Vậy là một năm tầm được có một lần thôi. Ngoài bắp ra người ta có trồng được gì nữa không cô? Cà phê đó. Cà phê đâu? Cà phê họ bên kia, cà phê là trồng bên làng này đó. Dạ. Đất bằng bàn thôi. Cái đó là đất trong làng. Ừ. Còn đất trên núi là trồng bắp. Ừ. À, con biết. Như bên cô thì trồng cà phê. Ừ. Còn đây hiện ta không trồng cà phê mà người ta trồng bắp. Đó. Chắc ở đây không có nước tưới nè. Ừ. Cao quá. Không có nước tưới mà họ không trồng cà phê. Chỉ có trồng theo cái mùa mưa thôi. Cao quá, đây đâu có nước đầu tưới. Bây giờ họ trồng bắp, còn hồi xưa thì họ trồng lúa. Trồng lúa tên núi vậy luôn hả cô? Ừ, hồi xưa lúa không mà. Ngẫu vậy. Ừ, trồng lúa khô, lúa đồng bào đó. Hồi xưa nó cái đường mà còn cô chị hồi xưa đi trồng lúa rồi đó đó. Dạ. Mấy cô hồi là gùi lên cái dốc đó là 2 tiếng mới tới. Giờ là gùm đã đã, là gùm bê lá xem. Trời trời ơi. Vậy hả cô? Mình đi bộ từ ở dưới á. Ở dưới cái suối mình đi luôn. Ở dưới chân núi mà lên tới đỉnh núi là đi bộ 2 tiếng đồng hồ mới tới. Ừ. Mà gùi đâu có về không, gùi lúa đó. Gùi lúa hả? Đi bầu, bắp, gùi hết trên tới cái làng đó, con thấy cái làng. À, cái làng có nhà chứ tắng ở trên này nè. Ừ. Chỗ này nè. Đó. À, chỗ này cái làng nằm chỗ này. Ừ. Rồi cái đỉnh núi, cái núi mà người ta trồng là núi nào? Núi đây, các núi đây nè. Mấy núi xung quanh đây luôn hả con? Ừ. À, con thấy rồi. Còn cái núi hồi nãy từ trên đỉnh làng đó. Ừ. Rồi mình tuột theo cái núi tọc lóc này nè. Ừ. Mình tuột xuống á. Ừ. Gì đá không đi không được gì hết. Ừ. Mình đứng đây mình mới thấy.
vô đây mình mới thấy. Dạ. Ôi ôi, vô đây cái vụ kia nó trồng bắp tốt hơn, nó phát là phát rừng đây là không cấm, họ trồng bắp. Rừng ở đây không có cấm, không có cấm phải không con? Ừ, không. À, mà đây cao quá, ai mần được thì mần phải không? À, con thấy mấy chỗ tập trọc kìa, người ta chặt, người ta khai phá để người ta trồng hả con? Ôi ôi, vậy là giờ vẫn còn cho khai phá đây nữa. Em qua đây em gùi cái gùi này nhẹ đó. Cái gùi đó hả? Cái nồi không á, nó không nặng. Dạ dạ, để em gùi. Mình này chắc mình mới cái từ để cái gùi đó đó phải không? Ừ. Rồi để em. Được không? Được. Gùi đi rồi để cái cô có sống ở cái khu này lần nào chưa? Chưa sống hả? Chưa. Mà cô biết. Giải phóng rồi sống rồi về lại đó. Hồi trước giải phóng thì cô sống ở đây. À, hai giải phóng rồi cô mới về đây. Có sống không mà anh? Giải phóng về mới về đây rồi. Giải phóng sau rồi ở một bữa em còn đăng Facebook hai, một năm thì đi về lại chỗ cô ở. Dạ. Không thích. Cô không thích sống này. Cô nói là ở đây xa xôi, hẻo lánh quá. À, rừng núi đi. Chỉ có rừng thôi. Muốn núi không? Từ đây mà ra chỗ huyện á là đi khoảng 40-50 cây số. Quyện Di Linh phải không con? Mà đi đường rừng không à, hai bên toàn là rừng không. Rừng thông, không có nhà cửa gì của ai hết trơn á. Hẻo lánh ở trong đây có một ngôi làng như vậy. Rồi mình đi thêm khoảng 70 cây nữa, trên cái đường đó thì tới Phan Thiết. Bây giờ mình đi thẳng. Mình giống người miền núi rồi đó. Cô thấy con giống chưa? Giống rồi. À, con thấy cái núi ở đây khác cái núi của cô. Cô, cái núi bên đó người ta không cho chặt hả? Có ơi, chứ bà sao mà con ngửi đi. À, mấy cái núi người ta đó vẫn cho. Nhưng mà người ta đi không nổi. Không. Người ta khai phá không nổi phải không? Nó cao quá phải không? Hồi xưa là 1-2 giờ sáng họ đi rồi. Không, 3 giờ sáng họ đi rồi. Bây giờ thì họ đâu có làm. Hồi xưa là khác. Mới lục phân khỏi làm đồ. Ha? Mới lục phân khỏi làm đồ. Mình đi bộ trên đường này 2 cây số nữa. Mới tới cái chỗ điểm dừng chân trên núi. Ô, bắp ở đây người ta chưa hái nè cô. Bắp còn kìa ha. Bắp này người ta về người ta bán hay cho con gì ăn vậy anh? Bán hả con? Con gì mà ăn? Em có thu mua không? Bán cho em. Không, em gùi về không nổi. Cho em cũng không lấy nữa. Thôi, mấy cây bắp đây nó già cống cũng khụ rồi không con? Cái này hồ hái rồi, hồ về hồ. Hồ sai hồ bán luôn mà đâu quay nữa. À, bán cho gà ăn đó ha. Ừ. Cái này nè, hồi đó con học ở trong sách giáo khoa á cô. Ừ. Ở trong sách có nói. Nhưng mà bây giờ tới đây thì con mới thấy được nè. Trên núi cao đó, mà tầm vậy nè. Núi cao là dân miền núi. Dạ. Đi. Đi hả? Cái dân miền núi ở đây là người ta làm vậy đó. Dạ. Trồng bắp ở trên núi nè. Mình học ở trong sách. Giờ mới thấy. Thật lạ. Bình Thuận ở đâu? Đó, một bàn đó. Bình Thuận đó. Bình Thuận. Bình Thuận ở đâu? Ở dưới đó. Đã vô thuộc tỉnh Bình Thuận rồi. Chưa, dạ. Cái này là cái khu vực này là em phải nhìn hết cái núi kia nữa. Cái khu vực núi cao kia cũng vẫn thuộc của huyện Di Linh. Dạ. Của Bảo Thuận. Cái kia là Bảo Thuận Di Linh mình đó. Dạ. Xong cái chỗ bên dưới đó hả? Xong có anh. Giờ lại đường đèo bên kia đúng không? Còn... đèo bên đó đó. Nếu mà mình đi đó cái đồi cao kìa. Anh thấy cái trình đường xuống bên kia kìa, đó là đi ở đèo cái đường đó là đường có cái đường lớn. À. Cái tạm dưới kia là cái chỗ mà Bra Giang ở Bạch Nhật. Tại bò của họ đó. Đây. Anh chị, Bra Giang đây. Núi Bra Giang đó. Làm gì? Đó là bên Bảo Thuận đó. À, hướng đó hướng Bảo Thuận đó. Này Bảo Thuận anh à? Ừ. Nếu đi tắt là nó gần lắm, tại mình đi vòng á.
lên hết cái đồi chỗ thác kia kìa. Lên hết đó là tới. Để có dịp nào, chừng nào có dịp em dẫn lên cái thác đó đi chơi rồi lên Bảo Thường về Bảo Thường luôn. Bảo Thường luôn hả? Gần luôn đó hả? Gần ra Bảo Thường. Như là đứng bên đó là mình thấy được cái hồ. Thấy, lên đỉnh cao đó là có cái đường to, đường cái thác cổ. Ok, cảm ơn. Thực ra nó gần lắm, đây mình đi vòng thôi. Giờ mình đi xuống hướng nào vậy anh? Giờ đi xuống sông thôi. Đi xuống sông hả? Thấy nhìn đường nha Khánh nha. Không là đập cục đá là té là ôm đất á. Anh Hà ơi, ở đây có cây mắt mèo nó ngứa lắm. Đừng nghe tầm bậy. Đây nha, lấy cửa. Cái mắt mèo là cây nào con? Đây tay mèo. Mắt mèo là nó ngứa lắm á. Đây tay mèo này. Mắt mèo nào? Đó tay mèo đó. À, cái mắt mèo giống ở dưới quê của em. Cái này nó ngứa lắm nha, đừng có rờ nha. Dạ, rồi nó đây. Ừ. Nó giống như con sâu vậy á. Đúng rồi. Cái đó nếu mà ai mà thích thì mình rờ tí nó vui lắm. Hồi đó em đi học. Gãy đàn. Gãy đàn. Cái thằng bạn á. Rồi nó là gãy đàn mic á. À, nó ghét cô giáo cái nó tiếp mắt mèo lên cái ghế của cô giáo á. Cô vô cô phạt. Nói là gãy đã luôn á. Thì cô nghỉ bữa đó cô nghỉ dạy luôn à. Lên xuống cho 3 cây số nữa. 3 cây số nữa mới xuống tới hả anh? 3 cây nữa. Dạ. Dạ, giờ con nói rồi chỉ dạ là hay rồi. Dạ. Ai bây giờ mình lủi xuống mấy cái bụi này bụi tre hay bụi trúc của ta? Nó nhỏ xíu à. Mình đi theo cái lối mòn nhỏ xíu ở đây. Mà nó dốc lắm. Đây cái lim em quay lá nữa nè. Đây là cái lim. Gỗ lim á phải không? Gỗ lim á. Gỗ lim là gỗ quý á. Ai. Cái lá nó giống như cái lá bùn ngót ở dưới quê của mình á. Bên nấu canh giống lá cây cốc. Giống lá cốc. Đây là cái cây của nó nè. Lần đầu tiên mình thấy chứ mình nghe nói thôi. Ôi cái này người ta chặt ghê ha. Nó bị khai thác rồi đó. À. Cái này đào gốc lên đáng được nữa nè. Người ta khai thác. Cái gốc đó để sang Nam Anh Hà anh đào. Đó là cái gì vậy? Lim của anh. Gỗ lim. Gỗ lim á. Ngộ hả? Gỗ tốt á. Vậy mà để gốc vậy bữa nào mình đi nhổ. Cái này cái này dân chặt hay nhà nước chặt vậy anh? Dân chặt hả? Lâm tặc. Dạ. Đây nó nè, nó nữa nè. Nó đó. Gỗ lim luôn nè. À, cái này cái gỗ lim mà cái này cái bự luôn rồi đó. Rồi đâu gốc to không? Ta hạ luôn đó. Gốc to đã hả? Ủa sao người ta chặt ổn không con? Người ta chặt người ta mới lỗi đó. Nè, còn cái này nữa. Tại không có lỗi người ta mới đó bỏ. Đó nhỏ. Không có lỗi người ta mới bỏ. À, cái cây này người ta chặt rồi người ta bỏ luôn nguyên cái cây bự chảng luôn nè. Có lỗi người ta mới lấy, có lỗi người ta mới lấy. Vậy là nó chưa có lỗi cho nên người ta bỏ ổn quá ha. Ừ. Ừ thiệt bự luôn á. Đây cây gỗ lim là cây đắt tiền á. Ừ. Ừ. Làm dấu nha anh hả? Mình đi xuống dưới á. Để mà đi được tới chỗ ở dưới á là mình phải băng qua rất là nhiều cái đoạn đường khác nhau. Mới đầu thì thả dốc xuống núi mà núi đá lẫm chậm mà đường khó đi. Kế tiếp hết nữa là cái đường mình đi bộ. Qua cái băng qua cái ruộng bắp của người ta. Cái rẫy bắp chứ. Rồi tới là băng qua cái đồi cỏ hầm. Kế nữa là băng qua cái đồi trúc. Kế nữa thì chui vô cái đám rừng có cây cối nó cao. Nó mát hơn, nó dễ đi hơn. Đỡ có cái độ dốc hơn là cái mấy chỗ hồi nãy mình đi. Giờ không biết nữa, chút nữa tới cái gì nữa mình không biết. Bốn con kia nó làm bên du lịch của cái chân mèo. Cái mèo lạ đó. Đẹp rèn hả? Đẹp rèn đó, cái thác đó. Con kia con đi. Lưu năm khi lọt hả? Ở trong rừng này thì mấy anh nói là còn nhiều cái con vật quý hiếm. Thí dụ như là heo rừng. Vẫn còn mình, mấy anh mới chỉ mình cái dấu nó ủi ở dưới bụi tre. Gai, nhánh của nó chằng chịt luôn. Anh đi trước anh nói là cái măng của cái cây tre này ăn ngon hơn là măng tre của mình đó.
nhìn mình y như là đang đi trong phim. Cảnh ở đây nó rất là lạ, tại vì nó ở trong cái trên núi cao mà ít ai đi tới đây. Mấy anh mệt rồi, nghỉ chút rồi đi tiếp, là còn khoảng một cây số nữa là tới chỗ. Bây giờ mình lọt xuống cái khu rừng già, ở dưới chân mình toàn là lá cây không mà đẹp lắm luôn. Sao? Bình thường, chứ không phải là bình thường nữa. Bình thường đó. Không dám nói bất thường nữa. À, mà nói bất thường là không được. Anh chưa nói, anh Hà nói là không được. Này, bữa nay là cho anh với anh làm lưới. Em không biết bày. Nói không con? Ô không sao con á. Đó, con đi sau lưng cơ mà. Cô nói về là đi kiếm rau bếp nữa này. Dạ. Mai là về sớm đi kiếm rau bếp. Cô thì đi rừng mình quen rồi. Cô ngày nào không đi rừng cô chịu không nổi. Ôi trời ơi. Mấy cô đứng dưng hôm bữa đi mà cũng về mà cũng há mồm luôn à. Há mồm. Sao không kêu há miệng mà kêu há mồm. Há mồm với há miệng nó giống nhau. Xong rồi mấy bà bảo là bữa nào đi xuống lên cái thác kia nữa coi. Đi chơi nữa. Mấy người đó là ai anh? Mấy người ở Đông Dương bên du lịch. Bên du lịch đi chơi. Dạ. Dạ, em có nước rồi anh Nhâm uống đi. Sao cho biết cái cảm giác này. Nó phê lắm lặng lẽ. Nó chịu không nổi luôn đó, cái đường đi cực kỳ nguy hiểm. Dạ. Cô uống chưa? Con một cây nữa. Còn cây nữa chưa thấy cây nữa là xuống suối Đa Crông. Đa Crông. Dạ. Nước này nó chảy qua xuống sông Đa Crông. Xuống tới sông Lý. Sông Lý hả? Sông Lý. Sông Lý hả? Sông Lý. Sông Mau. Sông Lý sông Mau. Hả? À, em có học trong sách đó. Chứ em chưa biết. Xuống bên kia chỗ Ma Lâm hả? Không. Cái rừng này thì cũng mấy anh ở đây chỉ có anh thổ địa là anh mặc bộ đồ xanh đó là anh thổ địa thôi. Mấy anh đây thì có đi lần nào chưa anh Hà? Đây có này. Có đi qua rồi. Đi ngang hả? Anh đi tới rồi. Đi tới rồi hả? Đây có anh Kiên đi rồi này. Dạ. Hà giỏi nhở.